Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày mùng 2 tháng 3. Khang Minh trân trọng lên một video để giới thiệu cặp phun đơn 4 số đời X cao cấp. Đó là cặp 4725X trong tổng số 2 cặp Khang Minh cập nhật về trong những ngày vừa qua. Cặp số 1 Khang Minh đã giới thiệu cách đây ít hôm, chính là cặp Khang Minh cuốn ni lông phía trong cửa kia. Các bác có thể xem lại video đó giúp Khang Minh, hoặc là nhiều video khác nữa trên kênh của Khang Minh, đều là những sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng cao cấp, hàng pro. Khang Minh update lên rất thường xuyên, giới thiệu đến các bác và quý anh em xa gần trên mọi miền Tổ quốc. Mọi người quan tâm đến những sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng tuyển chọn trên Khang Minh GPL, các bác và quý anh em vui lòng đăng ký kênh của Khang Minh, nhấn nút chuông, hoặc là chia sẻ để người thân, anh em, bạn bè biết. Một kênh chuyên cung cấp những thiết bị âm thanh mỹ bãi, hàng chất lượng tuyển chọn, hàng cao cấp trên Khang Minh GPL Bắc Linh. Đây là địa chỉ và số điện thoại của Khang Minh trên tấm biển này. Và sau đây Khang Minh sẽ mời các bác và quý anh em một lần nữa chiêm ngưỡng cặp 4725X cặp số 2 trên video này ngày hôm nay, cũng là đầu buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và video lại tốn thời gian một chút, bởi vì vẫn là những cặp loa đẹp hiếm có luôn, Khang Minh muốn giới thiệu trọn vẹn trên video ngày hôm nay. Trước tiên Khang Minh sẽ quay ngoại quan từ xa và tiến lại gần, các bác cùng xem chiêm ngưỡng chiếc thứ nhất. Riêng cặp loa này Khang Minh giới thiệu xong, Khang Minh sẽ lại quấn ni lông như cặp kia, bởi vì nó cực kỳ đẹp, nó đẹp như mới và nó còn thơm hắc luôn, vẫn như cặp số 1. Các bác cùng xem từng góc cạnh, Khang Minh sẽ quay thật chi tiết. Video sẽ lại tốn thời gian các bác nhé. Các bác vui lòng mất thời gian của mọi người một chút, nhưng mà mọi người sẽ xem được trọn vẹn nhất những sản phẩm mà Khang Minh update lên kênh thường xuyên. Khang Minh làm video rất cụ thể chi tiết để không phải chụp hình ảnh. Có một số quý anh em thường xuyên thỉnh thoảng cũng muốn Khang Minh chụp hình ảnh, bởi vì chụp hình ảnh thì Khang Minh cũng ít khi chụp, nó khá là mất thời gian. Chụp hình ảnh thì lại còn phải xem ánh sáng, rồi thì ngắm góc lọ góc kia. Nhưng mà Khang Minh làm video thì cụ thể chi tiết, có thể là thay hình ảnh được luôn, bởi vì Khang Minh làm quay rất là từng góc cạnh, các bác xem chỉ có tốn thời gian một chút thôi. Các bác cùng xem này, loa nó đẹp kinh khủng luôn, rất là đẹp và còn thơm hắc luôn các bác nhá. Màng loa, mũ rốn loa này các bác này, tím ngắt và xanh biếc. Khang Minh quay gần một chút, các bác nhìn này, gân vải xếp không? Nó còn rất là ướt và rất là đẹp, loa gần như là chưa sử dụng bao nhiêu. Riêng cặp này lóc loa này, lóc loa của hai chiếc nha các bác nhé. Bây giờ sẽ loa rất là thơm, thực sự là trên cả tuyệt vời. Những cái cặp nó rất là hiếm có này, nó hiếm có ở cái đẹp nha các bác nha. Các bác cùng xem bên hông chiếc thứ nhất, từng con ốc, từng cái tay sách Khang Minh sẽ quay. Đấy, nó còn vừa còn một chút bụi đây, các bác cùng xem Khang Minh phía sau nhá các bác nhá. Khang Minh xin đọc qua cái thông số của cặp 4725X này để các bác và quý anh em nắm được. Loa 8 ohm, công suất trung bình 600W trên một chiếc. Nó chạy củ bát 2226HBL tem đen. Đời bát cao cấp nhất của dòng từ thường. Chạy củ chép 2426H.
Đó là thông số cơ bản của cặp loa 4725X. Trên Khang Minh trong nhà còn cả cặp 4725A có đủ từ A đến X ở model 4725 này. Và những cặp 4733 vậy. Đời A, đời X, thậm chí là cặp XF hiếm có luôn. Có thể nói cặp XF 4733XF trên Khang Minh thì nó là hàng tuyệt hiếm. Các bác và quý anh em có thể xem thêm nhiều video những sản phẩm âm thanh cao cấp trên Khang Minh. Bây giờ Khang Minh quay lại chủ đề của cặp loa ngày hôm nay 4725X. Vỉ cảm giác này các bác này, made in USA CG, từng con ốc cái cặp loa này Khang Minh khui ra không hiểu sao ly lông quấn loa nó còn ướt ướt, cho nên là có mấy cái vệt nước ở trên loa. Khang Minh vừa lại lau nhưng mà nó vẫn chưa hết khô. Rất là đẹp luôn. Rồi, xong chiếc thứ nhất các bác nhá. Khang Minh mời các bác và quý anh em tiến đến chiếc thứ hai. Đấy, cái góc quay này rất là sáng này các bác này. Và các bác nhìn cái Khang Minh sẽ di chuyển vào đây để che bớt ánh sáng, nó sẽ rõ nét hơn, các bác xem nó không bị lóa. Gân, màng loa, mũ rốn loa nó còn tím và xanh biếc luôn. Và rất là thơm. Những cái bụi màu đỏ đỏ trong kia còn nhìn thấy các bác nhé, trong loa này mấy cái bụi vải màu đỏ đỏ, từng hạt bụi nhỏ còn nhìn thấy luôn. Rất là đẹp. Các bác quý anh em nào sở hữu những cặp loa đẹp hiếm có này thì thực sự là nó tuyệt vời vô cùng, như của trong nhà luôn. Khang Minh cũng báo giá luôn 4725X, giá dưới 40 các bác nhá, để các bác và quý anh em nắm được cái khoảng giá trong phân khúc đầu tư của mọi người. Nếu như các bác và quý anh em có quan tâm đến những cặp như 4725X này, hàng như là trưng bày luôn, vui lòng liên hệ cho Khang Minh để nhanh tay sở hữu những cặp rất là hiếm có trên Khang Minh GBL. Phía sau chiếc thứ hai, mọi từ ngữ xem khen đẹp thì có lẽ là không biết là diễn tả cái từ nào nữa các bạn. Vỉ cảm giác chiếc thứ hai, made in USA CG. Kể cả mặt dưới đất, áp đất nha, nó cũng như này luôn các bạn. Và bốn con chân cao su nó còn chưa cả mòn một chút nào, bốn con chân cao su nó còn mới như là như chưa sử dụng. Riêng loa mà bốn chân cao su nó mòn đi rồi là chúng ta lần lên chúng ta có thể làm được, nhưng mấy cái cặp Khang Minh, cái cặp 4725X này và cặp trong kia vậy, hoặc là cặp 4732X kia vậy, chân cao su nó còn nguyên vẹn, độ mới luôn. Khang Minh, có lẽ Khang Minh sẽ lật chiếc loa này lên. Các bác cùng xem nào. Có đúng không? Khang Minh có đúng như Khang Minh nói không nhá? Các bác đợi một chút, Khang Minh một tay thao tác rồi. Nó hơi khó. Khang Minh lót cái này để lật lên. Đây các bác này. Đấy, bốn cái chân cao su các bác này. Nó còn dày cộm và nó còn chưa mòn luôn, nguyên
gần như nguyên mới. Các bác đợi một chút Phan Minh lót thêm chiếc này, Phan Minh lật chiếc này ra xem chiếc này. Phan Minh mới xem một chiếc thôi, mới coi khui hàng thì Phan Minh nắm được. Đây, chiếc thứ hạng vậy này. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Vậy các bác và quý anh em quan tâm đến model 4725X, vui lòng liên hệ cho Khang Minh để sở hữu, hoặc là nhiều model khác nữa trên Khang Minh JBL. Rất nhiều các video Khang Minh giới thiệu hàng, ngày Khang Minh giới thiệu 2 đến 3 video. Kênh của Khang Minh trôi video rất nhanh. Quý anh em có thể xem thêm nhiều video bên trên nữa giúp Khang Minh để nắm được những sản phẩm cao cấp, những sản phẩm đẹp cực kỳ trên Khang Minh thường xuyên cập nhật về, Khang Minh cung cấp cho quý anh em xa gần trên mọi miền Tổ quốc. Địa chỉ của Khang Minh và số điện thoại có Zalo đây. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.